8 câu chuyện, 8 bài học cuộc sống, nghe một lần nghiệm ra cả trăm điều hay. Những câu chuyện giản dị, những hành động giản đơn, những suy nghĩ tích cực, tất cả góp phần làm nên câu chuyện cuộc sống đầy màu sắc, chứa đựng triết lý của cuộc sống. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe những câu chuyện cuộc sống vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, 20:30 tối hàng tuần trên kênh Ngẫm Mà Xem, để có thêm cho mình những bài học bổ ích các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, tao đập mày. Một ông bố bị sa thải, chán nản vì mất việc. Ông ta trở nên hung dữ và khó chịu. Vợ ông ta đã mất từ lâu, để lại cho một đứa con gái. Gà trống nuôi con rất khó khăn. Nay lại mất việc, cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vào một buổi tối, khi xin việc không được, ông bố về nhà, thấy con mình đang cắm cúi chơi game. Hỏi đến điểm số ở lớp, thì chỉ thấy toàn điểm C. Cơn giận bốc lên, ông bố cầm lấy máy chơi game ném vỡ. Chẳng may một mảnh vỡ văng ra trúng chân, làm ông bố bị chảy máu rất nhiều. Ông ta lên lầu để băng bó. Sau đó, ông bố cảm thấy hối hận vì đã cư xử với con mình như vậy. Ông bèn đi xuống để tìm đứa con. Khi vừa xuống thì ông ta nghe tiếng khóc và những tiếng động. Ông sững người khi thấy con mình đang khóc, tay cầm cây gậy vừa hét vừa đánh mạnh vào cái máy lúc nãy. Tao đập mày, tao đập mày, vì mày mà bố tao bị đau, tao đập mày. Nước mắt người bố chảy dài. Cảm nhận. Cho dù bạn có mất đi tất cả, tiền bạc, sự nghiệp, thì bạn hãy nhớ rằng bạn vẫn còn may mắn khi còn có người thương yêu bạn. Câu chuyện thứ hai, chiếc xe đạp bằng đất sét. Đó là vào 2 tháng trước Giáng sinh, khi Rose 9 tuổi nói với cha cô bé rằng cô muốn có một chiếc xe đạp mới. Giáng sinh thật sự hấp dẫn, cô bé ao ước cho một chiếc xe đạp, nhưng ước ao ấy đã không thực hiện được, vì cha cô đã mua búp bê làm quà. Sau đó, vào ngày 23 tháng 12, cô bé nói rằng cô thật muốn một xe đạp hơn mọi thứ khác. Đó là một điều ước quá muộn. Với tất cả những gì để chuẩn bị Giáng sinh vào buổi tối và đang chuẩn bị những giây phút cuối để nhận quà, chiếc xe đạp cho cô bé là điều thật khó với cha cô. Vì thế, đêm trước lễ Giáng sinh khoảng 9 giờ, Rose và em trai 6 tuổi của cô bé đang nép mình ấm áp trong nệm, thì cũng lúc ấy, cha cô đang cặm cụi làm một chiếc xe đạp, vì ông nghĩ, cha mẹ ai lại thất hứa với con mình. Con sẽ làm gì nếu con có một chiếc xe đạp nhỏ bằng đất sét, và rằng con có thể đổi mô hình xe đạp bằng đất sét thành một chiếc xe đạp thật? Cha cô bé tự hỏi, và cha cô đã trải qua gần 4 giờ cẩn thận lấy đất sét tạo thành một chiếc xe đạp cỡ nhỏ. Trong buổi sáng Giáng sinh, chúng tôi chú ý nhìn Rose mở thùng quà nhỏ hình trái tim với màu đỏ đẹp và chiếc xe đạp đất sét màu trắng cùng với lời ghi chép. Cô bé mở tấm thiệp và đọc. Rồi cô bé đã khóc. Con có thể không bao giờ kiếm được một chiếc xe đạp nào đẹp bằng chiếc xe mà cha đã tặng cho con. Đúng hơn là cha đã gắng sức để cho con vui vào ngày lễ tuyệt diệu này. Con nào biết đâu cha đã không còn nhiều tiền để sắm sửa cho con. Con xin lỗi vì đã vội vĩnh cha. Cô bé đã có niềm hạnh phúc với món quà thật ý nghĩa, mà không phải ai có tiền đều có thể mua được chiếc xe đạp bằng đất sét đặc biệt như món quà cha cô đã tặng. Câu chuyện thứ ba, đồng tiền vàng. Buổi trưa trời oi bức, nắng như đổ lửa. Nằm dưới cây sấu già, nó thiêu thiêu ngủ. Đầu thì gối lên cái bọc dím gió cũ kỹ. Bên cạnh là cái bát sắt hoen rỉ nằm chỏng chơ. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng.
Đi xin mãi, nó chỉ được một tờ 500 đồng mất gốc. Đói rũ người, nó hy vọng giấc ngủ sẽ xua tan cái đói đang cồn cào trong nó. Nhưng không được. Chợt nó giật thót mình khi có bàn chân ai đó dẫm lên người. Đang đói, mệt, nó la toáng lên. Mù à, người ta nằm thế mà dẫm cả lên người. Đáp lại nó là giọng khản đặc, rung rung của một bà lão. Bà mù, ừ, mù thật cháu ạ. À. Thôi, bà đã trót cho bà xin. Nó lặng người, từ hai hốc mắt nó có cái gì đó ương ướt, mặn chát rỉ ra. Cháu xin lỗi, cháu không biết là bà như thế. Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận. Rồi chiếc nón lá rách lướt tướp cũ mềm tiếp tục hoa đi hoa lại. Theo cây gậy tre dò đường, bà dò dẫm bước đi. Lại các ông, các bà, xin các ông, các bà thương xót, nhón tay làm phúc. Nó vội lần trong bọc, rút ra tờ 500 mất gốc, gọi với theo. Bà ơi! Bà lão quay đầu lại. Cháu xin biếu bà. Khuôn mặt nhăn nhúm của bà lộ vẻ mừng rỡ. Bà chậm chạp đi về phía nó, chì nón cạnh cây sấu già chờ đợi. Một cơn gió thoảng qua, hanh hào thả từ trên cây sấu vài chiếc lá khô vào nó. Ngỡ là nó bỏ tiền vào, bà đưa tay quờ đi quờ lại trong nón, nhưng bàn tay run rẩy nhăn nheo chỉ chạm phải chiếc lá khô giòn. Bà lẩm bẩm. Trời ơi, sao nó lại nỡ lừa cả người mù hả trời? Bà lão rủ thầm, rồi từ từ quay người lại đi tiếp. Nó ngồi dưới gốc cây, chì tờ giấy bạc ra vẻ thành khẩn. Chờ mãi mà chẳng thấy bà lão nhận tiền. Nó đứng dậy thẳng thúc gọi. Bà ơi, cháu biếu bà thật đấy mà. Chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại. Nó đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao bà lão không nhận tiền của nó. Nó cúi xuống, cắp cái bọc vào nách, cầm cái bát, với cây gậy lò dò tìm đường thập thững bước đi. Bóng của nó, một đứa bé mù, in trên mặt đường tròn như một đồng tiền vàng. Câu chuyện thứ tư. Tấm thẻ của cảm xúc. Tôi nhớ đã bắt đầu cuộc đời của mình cho đến những năm đầu đại học bằng sự bất mãn và chán ghét thế giới xung quanh mình. Tôi giận cả cha mẹ mình và phát chán mỗi khi phải nghe những lời chỉ bảo và nhắc nhở của cha. Cũng như những thanh niên mới lớn khác, tôi lớn lên thêm năm tháng cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi tự cho rằng không ai trên thế giới là phải chịu đựng một người cha hay một sự bất công khủng khiếp như tôi đang chịu. Xét cho cùng, cha tôi thậm chí còn chưa học hết trung học. Còn tôi thì dù gì cũng là một sinh viên đại học hẳn hoi. Tôi cảm thấy mình rõ ràng hơn hẳn cha. Vậy thì cớ gì ông ta lại có thể can thiệp vào đời sống riêng của tôi? Tôi tiếp tục sống nổi loạn như vậy và tạm hài lòng với cuộc sống bất ổn của mình. Ít ra thì tôi cũng đã tìm thấy sự chia sẻ của đám bạn bè cùng trang lứa trong những cuộc tán gẫu hàng giờ sau giờ học ở quán cà phê hội sinh viên. Chúng tôi đồng cảm với nhau về những rắc rối với cha mẹ mà chúng tôi gặp và thoải mái chơi trò đổ lỗi cho cha mẹ. Cuộc sống của tôi ở trường có lẽ cũng sẽ trôi qua bình thường như thế nếu không có những giờ lên lớp của thầy Sydney B. Simon, một trong những thầy giáo khác thường nhất mà tôi đã từng học. Từ trước đến giờ, tôi vẫn thường biết cách để được yên ổn trong lớp. Cứ việc ngồi ngay ngắn, ra vẻ say mê bài giảng, chịu khó học thuộc lòng, rồi nộp những bài viết đã được soạn theo một công thức và đánh máy cẩn thận. Ít thầy cô nào chịu khó đặt câu hỏi buộc chúng tôi sử dụng cái đầu để trả lời. Tất cả dường như chỉ là những cái tên, sự kiện và ngày tháng cần ghi nhớ. Thầy Sydney Simon là người đã mang đến cho chúng tôi một luồng gió mới. Thầy dẫn dắt chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi, nêu vấn đề buộc chúng tôi phải suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, khám phá
và tự giải đáp cho mình. Thú thật, dù phương pháp của thầy sĩ Minh mang lại cho chúng tôi một điều gì đó rất mới, rất sinh động và thú vị, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì tôi thấy mình lúng túng, chưa tìm được cách đối phó với những giờ học căng thẳng này. Nhưng điều mà làm người ta bàn tán về thầy Simon nhiều nhất là cách trò chuyện xa lạ mà gần gũi của thầy. Trò chuyện qua tấm thẻ cảm xúc. Mỗi thứ ba, để được thầy cho vào lớp, chúng tôi phải điền vào một tấm thẻ khổ 14-20 của mình một suy nghĩ, một băn khoăn, một cảm xúc, một câu hỏi hay bất cứ những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và nộp cho thầy trước khi vào lớp. Lúc đầu tôi thấy trò chơi này cũng hay hay, như trò đổ lỗi cho cha mẹ mà tôi vẫn thường làm. Ngày thứ ba đầu tiên, tôi nghiêm túc điền vào dòng chữ tinh nghịch. Tất cả những thứ lấp lánh chưa chắc đã là vàng. Nhưng những dòng chữ hồi âm của thầy Simon không làm tôi dễ chịu chút nào. Câu này có nghĩa gì đối với em? Phải chăng nó có một ý nghĩa rất quan trọng? Có vẻ như ông ấy đang muốn trò chuyện thật tình với tôi qua tấm thẻ này. Dĩ nhiên tôi không thích điều này thế nào, vì tôi chẳng muốn bộc lộ mình với ai cả. Ngày thứ ba tiếp theo, tôi vẫn giữ giọng bông đùa với tấm thẻ của mình. Một hành động đúng lúc, chắc gì đã làm nên cơm cháo. Có gì đâu, dù gì thì đó cũng là một trò chơi thôi mà. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được một lần nữa chẳng làm tôi thích thú tí nào. Em cũng có óc hài hước đấy nhỉ? Đây có phải là một điểm nổi bật trong cuộc sống của em không? Vẫn là cái giọng có vẻ như phớt lờ ấy. Thật sự ông ấy muốn gì ở tôi? Tôi thật sự chưa thấy một giáo viên nào quan tâm đến tôi kể từ cấp 1 đến nay như ông ấy. Tôi quyết định cứ mặc kệ ông ấy với trò chơi vớ vẩn này. Nhưng có ngờ đâu, rồi cũng đến ngày tôi vô tình trải lòng mình trên tấm thẻ vô tri vô giác kia. Vào cái ngày thứ ba đáng ghét tiếp theo, tôi cãi nhau dữ dội với cha tôi. Cảm thấy bị cha đàn áp, tôi vùng vẫy muốn trốn thoát. Ông ấy thấy tôi bất ham, liền áp đặt quyền làm cha của mình. Chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi chạy ào ra khỏi nhà, đến trường trong một cơn giận dữ. Và cũng trong cơn giận dữ ấy, tôi đã viết vào tấm thẻ không chút đắn đo suy nghĩ. Tôi là con của một thằng ngốc. Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới thấy mình sợ hãi. Sao tôi lại dại dột đến thế khi cho ông ấy biết về tôi kia chứ? Bây giờ ông ấy đã biết về tôi, gia đình tôi và cuộc sống bất ổn của tôi. Tại sao tôi lại kể cho ông ấy nghe về cha tôi kia chứ? Nếu như ông ấy liên lạc với cha tôi thì sao? Mọi chuyện sẽ vỡ lở từ đây. Nỗi sợ hãi mơ hồ đó kéo dài cho đến khi tôi nhận lại được tấm thẻ. Khó khăn lắm tôi mới đủ can đảm lật tấm thẻ lên. Đập vào mắt tôi đơn giản chỉ là một dòng chữ. Thế đứa con của một thằng ngốc sẽ làm gì trong suốt cuộc đời còn lại? Tôi cảm thấy như có một cái tát vào mặt. Trước giờ, nếu tôi có làm sai điều gì, thì đó đều là lỗi của cha mẹ. Nếu tôi làm bài kiểm tra tệ hại, tại mẹ mà ra. Nếu mình mất cơ hội có một việc làm thêm, tại cha. Chưa có một phút giây nào tôi nghĩ mình phải có chút trách nhiệm gì trong đó. Câu hỏi có vẻ như vô tư của thầy Sydney Simon đã chạm đến cốt lõi của câu hỏi mà tôi thường lảng tránh. Tất cả những vấn đề này là của ai? Trách nhiệm của tôi ở đâu trong những vấn đề này? Hôm đó tôi đã không nấn ná ở hội quán sinh viên mà về thẳng nhà. Suốt đêm tôi thao thức suy nghĩ mọi thứ về một điều mà mẹ tôi nói từ rất lâu. Một người triệu phú lúc thành công thì tuyên bố là do một tay mình làm nên sự nghiệp. Khi thất bại thì đổ lỗi tất cả là vì cha mẹ. Những lời nói của thầy Simon không phải là viên thuốc thần để có thể chuyển đổi con ngựa bất ham như tôi ngay lập tức. Nhưng nó ngấm dần vào tiềm thức của tôi.
Mỗi lần trong đầu tôi xuất hiện tư tưởng trách móc cha mẹ mình vì điều này hay điều khác, thì lại có một giọng nói từ sâu thẳm lòng tôi lên tiếng. Có thể cha bạn là một kẻ tệ hại như tất cả những gì bạn nói, nhưng bạn có thể nào bắt cha mẹ mình chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời còn lại của mình hay không? Và cứ như thế, chậm chạp và từ từ cùng với thời gian, suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi theo. Tôi nhận thấy từ trước đến nay tôi đã sống một cuộc đời mà tôi không phải là nhân vật chính. Cái cảm giác mình không phải là chủ cuộc đời mình làm tôi khó chịu ghê gớm. Tôi không muốn làm con rối. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi phải chịu trách nhiệm chính cho những hành động, suy nghĩ, tình cảm của mình. Theo thời gian, tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều. Tôi thấy mình nhiệt tình với công việc, năng nổ, sống vui vẻ, có ý nghĩa và có ích cho mọi người hơn. Bạn bè chung quanh tôi cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác. Vài năm sau, tôi ngạc nhiên nhận ra điểm số của mình đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào. Từ một sinh viên phải cố gắng lắm mới kiếm được một điểm đậu, tôi trở thành một trong những sinh viên đứng đầu lớp. Và rồi sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một giáo viên trung học thành công. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mối quan hệ giữa tôi và cha cũng được cải thiện. Tôi đã nhận ra rằng, mặc dù cách dạy dỗ con cái của cha tôi không được dịu dàng, nhưng tất cả những gì cha làm đều xuất phát từ một tình cảm yêu thương, quan tâm và lo lắng dành cho tôi. Và ngược lại, về phần mình, hơn bao giờ hết, tôi cũng cảm thấy yêu người biết nhường nào. Tôi bắt đầu hiểu được chân lý rằng, muốn thay đổi thế giới xung quanh bạn, chỉ cần bạn thay đổi thái độ của bản thân. Trong trường hợp tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu hỏi. Một câu hỏi có vẻ như vô tình mà ẩn chứa một tình yêu sâu xa. Câu chuyện thứ 5. Cánh cửa. Tôi tìm đến Hiền vì anh là kiến trúc sư, trong khi tôi lại đang cần viết một bài báo liên quan ít nhiều về kiến trúc. Câu chuyện rơm rã cho đến khi chúng tôi tham quan ngôi nhà và tình cờ bước ngang qua phòng anh. À, cửa đẩy ngang, giống như mấy ngôi nhà Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì phòng riêng là thế giới riêng, chỉ bạn bè thân lắm mới bước vào đây. Anh muốn họ cảm nhận sự cân bằng. Anh yêu quý họ và cũng mong nhận lại sự quan tâm từ họ. Tôi tròn mắt vì không hiểu. Anh bật cười. Người ta không để ý, nhưng đôi khi chỉ nhìn cánh cửa là biết ngay tính cách của chủ nhà. Không phải ngẫu nhiên mà đa phần cửa chính đều được kéo vào để nhận trở lại về phần mình, tránh cản trở cho khách và người đi ở bên ngoài. Thế nhưng cửa sổ thì lại khác. Rất nhiều cửa sổ được đẩy ra. Ở đó nắng sẽ ùa vào, gió sẽ ùa vào, những tiếng chim buổi sớm mai ríu rít sẽ ùa vào. Anh thường e dè khi bước vào một căn phòng cửa sổ im ỉm đóng hoặc cửa chính mở theo hướng, chỉ nghĩ đến mình. Tôi nhớ đến ô cửa kính vuông vuông mà tôi vẫn thường dán chặt cả gương mặt mình vào. Cùng với cô bạn hàng xóm tinh nghi, cho cái mũi dẹp lép thế này, để nhìn xuống đường, mơ về một cây bàn lá lỗ chân sau ăn, thật còn bé tí. Để rồi mới chợt nhận ra vì sao ngôi nhà nhỏ của Hiền lại đủ sức thu hút đông bạn bè đến vậy. Một cánh cửa gỗ xinh xinh được kéo vào hiền lành và nhã nhặn. Những ô cửa sổ không bao giờ khép để bạn bè lúc thích có thể thò đầu ra ngắm khoảng sân xanh mát màu cây. Và còn vì một cánh cửa đẩy ngang trong phòng riêng. Ở đó có sự cảm thông, gắn bó thiêng liêng từ hai phía sẽ khiến người ta bình yên và hạnh phúc. Câu chuyện thứ 6. Một ngôi sao, một định mệnh. Có bao giờ bạn cảm thấy mình quan trọng đối với một người chưa? Thường thì chúng ta cảm nhận được một người nào đó thật quan trọng với mình. Nhưng có lẽ tôi thật may mắn khi biết được rằng đối với một người, tôi thật sự có ý nghĩa.
nếu bạn cũng là người may mắn như tôi, thì bạn ơi, hãy trân trọng tình cảm đó, vì không phải ai cũng may mắn tìm được một người thương mình thật sự đâu bạn à. Tôi và người ấy là đôi bạn thân rất thân. Từ hồi cấp 2, cả hai đứa chúng tôi cùng chơi chung với một nhóm bạn. Dù cả nhóm chúng tôi không ai học chung với nhau, nhưng chúng tôi lại rất thân thiết. Cũng ở những năm cấp 2, tôi đã thương thầm người ấy. Thế nhưng tôi lại không dám nói ra. Tuy vậy, tôi biết một điều là dường như người ấy cũng dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, đó chỉ là tất cả những điều tôi tự nghĩ. Cho đến một lần, nghe bạn bè kết đôi người ấy cùng với một bạn gái trong lớp, tôi cảm thấy buồn lắm. Và tự hỏi liệu có thật là người ấy đã thích bạn gái kia rồi chăng? Rồi tôi cũng thử ghép đôi người ấy và bạn gái kia. Nhưng người ấy chẳng tỏ ra chút phản ứng gì gọi là phản đối cả. Thế là tôi tự nhủ, có lẽ tôi đã suy nghĩ vớ vẩn thôi, chứ làm sao người ấy lại thích tôi được. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, và cả bọn chúng tôi, ai nấy cũng bận rộn ôn bài. Lên cấp 3 thì người ấy thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong, còn tôi học ở Nguyễn Công Trứ. Bước sang tuổi 16, tôi đã bắt đầu mộng mơ, và tôi đã thêm một lần rung động với một người con trai khác. Chúng tôi quả thật là đẹp đôi. Có thể nói, tôi và bạn trai đó đã trải qua những kỷ niệm thật đẹp, thật ngây thơ của thời áo trắng. Thế nhưng, đến năm 12, chúng tôi đã chia tay vì người con trai đó đã không còn thương tôi nữa. Bạn đó đã có người con gái khác. Ôm một nỗi buồn sâu thẳm, tôi tự hứa sẽ cố gắng học để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Tôi vẫn thường liên lạc với người bạn trai mà tôi thương thầm từ hồi cấp 2. Mỗi lần gặp người ấy, tôi cảm nhận dường như tôi vẫn còn dành một tình cảm rất đặc biệt cho người ấy. Nhưng tôi biết mình thật sự không xứng đáng với người ấy. Tôi cố khuyên bản thân mình rằng tôi đã sai rồi. Người ấy thật sự đã có người khác rồi. Học ở một ngôi trường tốt như vậy, chắc rằng có rất nhiều người quan tâm đến người ấy. Và chắc rằng người ấy đã chọn được một người bạn cho mình. Rồi cũng năm đó, tôi biết được rằng năm sau mình sẽ rời Việt Nam để sang Mỹ du học. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ cảm thấy như thế nào khi rời xa gia đình, tất cả những người bạn thân yêu của tôi, và rời xa người ấy. Và rồi tôi đã quyết định xếp 1.000 ngôi sao cho người ấy, với mong muốn rằng sẽ mang lại cho người ấy một điều ước. Tôi đã xếp liên tục một tuần lễ, và cuối cùng lọ sao đã xếp xong. Nhưng bản thân tôi lại phân vân không biết là có nên gửi tặng người ấy không. Tôi thật sự khó nghĩ quá. Cuối cùng lọ sao vẫn ở trên bàn học của tôi. Tôi vẫn im lặng. Một tuần trước khi đi, tôi quyết định gửi lọ sao đến cho người ấy. Tôi không mong người ấy sẽ cảm động khi nhận lọ sao, hay sẽ nói những lời ngọt ngào với tôi. Tôi chỉ mong là một điều ước của người ấy sẽ thành hiện thực, và tôi luôn cầu mong cho người ấy mãi luôn được vui vẻ hạnh phúc. Trước hôm tôi đi, người ấy đã tặng tôi một món quà. Khi mở hộp quà ra, tôi thật bất ngờ. Đó là mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc. Người ấy hỏi tôi rằng tôi có biết ngôi sao này có ý nghĩa gì không? Tôi ngơ ngác nhìn người ấy một hồi rồi cười. Người ấy nói là ngày mai khi tiễn tôi ra phi trường sẽ nói cho tôi biết. Thật tình lúc đó tôi đoán rằng mặt dây chuyền đó có liên quan gì đó đến những ngôi sao mà tôi xếp tặng người ấy. Nhưng để xem người ấy sẽ nói gì với tôi vào ngày mai. Hôm ra đi, cả nhóm bạn ra tiễn tôi và có cả người ấy nữa. Giữ đúng lời hứa, người ấy trao cho tôi một tấm thiệp và dặn rằng câu trả lời ở trong tấm thiệp. Nhưng khi nào lên máy bay, tôi hẳn mở ra đọc. Tôi chào tạm biệt các bạn mà nước mắt tuôn trào. Người ấy đưa tay để bắt tay chào tạm biệt với tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, tôi cảm nhận dường như cái xiết tay ấy thật chặt.
và dường như tim tôi đã đập lệch nhịp. Lên máy bay, tôi mở những lá thư mà bạn bè gửi cho tôi trong buổi chia tay ra đọc, và cả tấm thiệp của người ấy. Tôi đã bật khóc, khóc thật nhiều khi đọc những dòng chữ của người ấy. Phong rất vui khi nhận được một điều ước từ Trang, nhưng nó càng làm Phong buồn hơn khi thời gian Trang ở bên Phong đang vơi dần. Trước đây Phong luôn im lặng, nhưng bất chợt Phong nghe một câu hỏi. Trang đi, Phong có buồn không? Thì Phong đã biết trong tất cả những vì sao xung quanh Phong, có lẽ Trang mãi là vì sao đẹp nhất. Trang đi, với Phong sẽ không còn điều kỳ diệu nữa, vì Phong đã mãi mãi mất đi một ngôi sao để thực hiện điều ước. Và có lẽ điều ước chỉ còn là giấc mơ, bởi vì you are my dream. Có lẽ Trang cũng cho là Phong đang mơ, nhưng Phong muốn được một lần nói thật lòng mình. Dù sao đi nữa, mong Trang hiểu rằng có một người mãi nhớ về Trang. Đọc đến câu cuối cùng thì mắt tôi đã ướt đẫm. Tôi thật sự rất xúc động trước những lời người ấy viết. Tôi không hề biết rằng tôi đang giữ trong tay ngôi sao thứ 1000. Ngôi sao mà 999 ngôi sao khác đang đợi để kết hợp thành một điều ước. Tôi không dám tin rằng trong từng ấy năm qua, Phong vẫn thương nhớ về tôi. Tôi thật sự quá vô tình, tôi đã không nhận ra được tình cảm chân thành của Phong dành cho tôi. Giờ đây, ở phương trời xa, chỉ còn lại tôi và một ngôi sao, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Vì tôi biết rằng, ở nửa vòng kia trái đất, vẫn có một người luôn nhớ về tôi. Giờ đây, tôi đang đeo bên mình ngôi sao ấy, và mong rằng một ngày nào đó tôi có thể quay về Việt Nam, đối diện với người ấy, và nói với người ấy rằng I love you. Bạn thân mến, bạn có yêu thương ai đó không? Có ai đó quan trọng với bạn không? Hãy nói cho họ biết rằng bạn thật sự yêu thương họ trước khi quá muộn bạn nhé. Đừng giống như tôi đã bỏ qua mất một cơ hội để nói với người tôi thương rằng người ấy thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Câu chuyện thứ 7. Màu sắc của tình bạn. Xưa rất là xưa, khi màu sắc của thế giới đã được phân chia, tất cả tranh cãi nhau, ai cũng cho mình là màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất. Xanh lá cây nói, rõ ràng tớ là quan trọng nhất, tớ là màu của sự sống, của hy vọng. Tớ được chọn cho cỏ cây, hoa lá. Không có tớ, các loài động vật sẽ chết hết. Nhìn những vùng đồng quê kia kìa, rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào. Xanh dương cắt ngang. Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi, hãy nghĩ về bầu trời và biển cả. Nước là sự sống và được tạo bởi những đám mây kia. Bầu trời tạo khoảng cách, hòa bình và sự yên tĩnh. Không có tớ, cậu chẳng là gì cả. Màu vàng lắc đầu. Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá. Tớ mang tiếng cười, sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này. Mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng, cả các vì sao cũng màu vàng nốt. Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười. Không có tớ hả? Sẽ chẳng có sự vui tươi. Màu cam la lớn. Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ. Tớ có thể hiếm nhưng quý giá. Tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người. Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất. Thử nghĩ về cà rốt, bí đỏ, cam xoài và đu đủ xem. Tớ không ở ngoài suốt ngày, nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn, vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu. Màu đỏ không chịu nổi nữa mà hét to. Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu, máu của sự sống. Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm. Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình. Tớ mang lửa và máu. Không có tớ, cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy. Tớ, màu của tình yêu nồng cháy, của hoa hồng đỏ thắm, của ngọn lửa mãnh liệt. Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói. Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh. Các vị vua thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ, vì tớ là biểu tượng của quyền lực
và sự khôn ngoan. Người ta không hỏi tớ, họ chỉ lắng nghe và tuân theo. Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, nhỏ nhẹ hơn những màu khác, nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói. Coi tớ đây, tớ là màu của sự im lặng, khó có thể nhận ra tớ, nhưng nếu không có tớ, tất cả các cậu đều trở nên nông cạn. Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ, lúc tảng sáng hay về chiều và màu nước thẳm. Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản, trong cầu nguyện và sự hòa bình. Và như vậy, mỗi màu sắc quả quyết, màu của mình là đẹp nhất. Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn nữa. Đột nhiên, một tiếng sét bất chợt vang lên. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Các màu sắc run rẩy xích lại gần nhau để cho bớt sợ. Giữa lúc sấm sét ầm ĩ, mưa lên tiếng. Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc, đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác. Các người không biết rằng mỗi một cá thể được tạo ra bởi một lý do đặc biệt, duy nhất và khác biệt ư. Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây. Làm theo lời của mưa, các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau. Mưa tiếp tục. Bắt đầu từ bây giờ, khi trời mưa, mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vòng lớn để nhắc nhở các người nên chung sống với nhau trong hòa bình. Cầu vòng là sự hiện diện của hy vọng cho ngày mai. Và như vậy, cứ mỗi khi mưa tạnh, cầu vòng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác. Câu chuyện thứ 8. Tia nắng, gió, mặt trời, mặt trăng. Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gần gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng gió kiêu ngạo bướng bỉnh, mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi. Tất cả bọn họ đều mong có được tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng. Mặt trời nóng bỏng luôn mang lại cho tia nắng những điều bất ngờ, thú vị. Những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa. Bên mặt trời, tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mặt trăng lại luôn mang cho tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên mặt trăng, tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn với chàng gió, gió kiêu ngạo và lạnh lùng, gió sâu sắc và tình cảm. Với gió, tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với mặt trời, không nhẹ nhàng như với mặt trăng. Nhưng cô sợ gió, bởi vì cô biết gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng yêu. Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với mặt trăng, tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng tia nắng đã không chọn gió, đơn giản bởi vì gió kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát, yêu mà không dám thể hiện hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, tia nắng luôn ở bên mặt trời. Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn gió, ngày ngày vẫn lang thang không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa. Tình yêu. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.